Trong cuộc sống thì có rất nhiều những sự lựa chọn khác nhau, và Tuấn Thành rất là chân thành cảm ơn, gửi lời biết ơn tới các bác đã luôn đặt cái niềm tin cũng như là cái sự tin tưởng của mình dành cho Tuấn Thành chúng tôi để có thể trao gửi cái niềm tin của mình với những cái sản phẩm mà Tuấn Thành chúng tôi mang lại. Xin kính chào toàn thể quý vị chị và các bác đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Tuấn Thành. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục hoàn thiện xong một sản phẩm nữa để bàn giao tới cho một vị khách hàng tới từ rất là xa, ở bác Mai Cao Tùng, có địa chỉ tại xóm 3, thị trấn Cần Long, huyện Cần Long, tỉnh Trà Vinh. Phải nói là những cái vị khách hàng ở miền xa như Trà Vinh hay Tiền Giang hay Long An hay ở trong Đồng Nai, Bình Dương đó, những cái khách hàng rất là xa, chỉ qua những cái thước video nhỏ nhỏ mà Tuấn chia sẻ hàng ngày thôi thì các bác cũng đã rất là tin tưởng để có thể trao gửi cái niềm tin của mình để có thể đặt hàng từ một nơi rất là xa. Thì cái sản phẩm này thì hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị để bàn giao cho bác Mai Cao Tùng. Thì bác cũng đã theo dõi video trên kênh YouTube của Tuấn Thành một thời gian khá là dài. Thì sau cái thời gian theo dõi đó thì bác đã quyết định lựa chọn chúng tôi để đặt cho gia đình mình một chiếc đồng hồ cây. Và đây là một sản phẩm đồng hồ cây được chúng tôi vừa hoàn thiện xong. Và sản phẩm này thì được làm theo yêu cầu của bác, đó chính là lắp một bộ máy cơ và hàng liền. Nó liền ở những chỗ nào và máy cơ nó ra làm sao thì xin mời các bác cùng đón xem video để cùng Tuấn tìm hiểu chi tiết về cái sản phẩm này các bác nhé. Dạ vâng, xin kính thưa các bác, đây là một chiếc đồng hồ cây được chế tác từ chất liệu gỗ mun đôi công. Ở đây cũng là một cái dòng gỗ được nhập khẩu từ Nam Phi, cách đây khoảng độ 3-4 năm thì nó mới được sử dụng phổ biến và rộng rãi, thường được các đơn vị cơ sở, các xưởng sản xuất sử dụng để sản xuất các sản phẩm như bàn ghế này hay là tủ lục bình. Và đặc biệt là với đơn vị Đồ Gỗ Tuấn Thành chúng tôi là sản xuất ra những chiếc đồng hồ cây rất là đẹp và với những cái dáng vẻ rất là uy nghi bệ vệ như thế này. Một chất liệu mụn gỗ mun đôi công với những cái đường vân gỗ rất là đẹp. Phải nói là những cái đường vân gỗ của cái dòng gỗ này cực kỳ là đẹp và nó mang lại một cái tông màu rất là nhã nhặn, là một cái tông màu nâu hạt rẻ. Và đặc biệt là với cái dòng gỗ Nam Phi thì nó là có những cái dòng gỗ có bản to. Đấy, nên là chúng ta có thể làm liền được. Và cái sản phẩm này thì nó có kích thước cái chiều cao tổng là cao 2m30, chiều sâu là 43 phân và chiều ngang của cái sản phẩm này là 95 phân. Với cái sản phẩm này thì hiện tại chúng tôi đang làm liền. Thứ nhất là liền về 8 cột trụ, bên trên và bên dưới đều là liền 8 cột trụ và có độ dày là vuông 7 phân, hàng liền khối và được lựa chọn những cái phần vân tốt nhất để chúng tôi có thể quay ra để các bác có thể thấy được toàn bộ các chi tiết vân của nó. Hai bên vách hồi này, hai bên vách sườn này thì hiện tại chúng tôi đang làm 1/8. Cái lý do mà chúng tôi chỉ làm dày độ dày như vậy thôi mà không làm dày quá là bởi vì đây là một sản phẩm mà chúng tôi vừa lắp máy điện tử vừa lắp máy cơ. Thì với máy điện tử thì các bác có thể làm dày dặn hơn một chút cũng được để cho sản phẩm nó chắc chắn. Nhưng với cái dòng máy cơ thì một lời khuyên chân thành đến từ Tuấn đó chính là các bác không cần phải làm quá dày. Bởi vì khi các bác làm đặt hàng quá dày ấy thì thứ nhất tất nhiên là cái niềm tin của bác là nghĩ dày nó sẽ chắc chắn hơn, đó là đúng. Nhưng cái thứ hai nữa đó chính là về độ dày, nó khi mà dày quá thì nó sẽ làm giảm bớt cái âm thanh của cái bộ máy cơ này đi. Bởi vì bác hình dung là một cái đàn, tại sao người ta thường làm cái vỏ đàn rất là mỏng đúng không ạ? Và các cái dây đàn của nó khi tạo nên thành tiếng kêu ấy thì cái âm thanh của cái đàn nó mỏng thì nó mới tạo ra cái độ vang nó tốt được. Đấy, thì cái đồng hồ này nó cũng gần giống như là như thế các bạn. Thì các cái bánh gông và các cái búa của nó cũng giống như mình gảy cái dây đàn ấy. Khi cái hộp này nó mà dày quá thì cái tiếng kêu của nó nghe rất là cục mịch, nó không có cái độ vang, cũng như là cái tiếng chuông của nó không có độ ngân ở đằng sau đó. Và cái điểm tiếp theo về cái bộ sản phẩm này thì chính là về cái phần cánh mặt tiền. Thông thường thì chúng tôi sẽ phải làm cánh ghép các bạn, cánh ghép 4 mảnh vào với nhau để làm sao có thể tối ưu được cái chi phí sản xuất cũng như là cái giá thành nó sẽ được giảm bớt đi. Đấy, thì cái giá thành nó giảm bớt đi và cái chi phí, bởi vì cái chi phí của chúng tôi sản xuất ra nó thấp hơn nên cái giá thành nó sẽ hợp lý hơn. Còn với một chiếc cánh liền như thế này thì cái chi phí sản xuất nó cao hơn và cái phần gỗ này chúng tôi phải lựa từ những cái phần gỗ nó bản rất là to. Và cái thứ hai nữa là để mà mua được những bản gỗ to thì cái giá tiền nguyên liệu mua vào nó cũng sẽ chênh hơn so với những cái sản phẩm mà hàng ghép các bác nhé. Đấy, cái thứ ba nữa là ở cái phần vòm này đó, các bác có thể thấy là phần vòm này thì thông thường các đơn vị khác người ta chỉ làm là 2 lượt thôi và với những cái đường soi đơn giản. Chính vì vậy nên là nó sẽ tốn ít nhiên liệu hơn. Cái thứ hai nữa là họ làm ghép ở giữa này đúng không ạ? Thì ngay kể cả đơn vị Tuấn Thành chúng tôi cũng có những cái sản phẩm ghép ở giữa thôi. Thì với những cái sản phẩm ghép giữa như vậy thì cái giá thành của nó sẽ rẻ hơn khoảng độ 2 đến 3 triệu đúng không ạ? Cái thứ ba nữa là cái phần vòm này chúng tôi làm liền hết là vào làm 3 lượt.
Không những thế thì ở trên cái đợt vòm này chúng tôi còn thiết kế riêng cái mẫu mũi soi để làm sao có thể đục được lên những cái đường nét. Tất cả các chi tiết đục chạm trên này thì đều là đục bằng tay. Đó chính là những cái điểm khác biệt của đơn vị đục của chúng tôi. Ở phần sườn này đây, nó được ghép ở cái phần mép này nha các bác nhá. Nó không thể làm liền được từ đằng trước đằng sau đâu ạ. Nó chỉ có làm liền được đây, từ mép trái này qua mép phải này là liền luôn một cục này. Đấy, liền luôn một cục các bác nhá. Và ở từ mép này, mép mòi này thì nó sẽ phải ghép ở đây chứ không thể làm liền được. Từ mép mòi này ra đằng sau này cũng là một cái tấm gỗ liền luôn. Nó vừa cong vừa thẳng và liền như này thì cái bản gỗ phải nó rất là to thì nó mới có thể đưa cái mẫu lên để mà vạch, để mà chúng ta vanh tạo lên cái đường cong này được. Đó. Thì Tuấn Anh chúng tôi cũng luôn tự hào là đơn vị thiết kế ra những cái mẫu mã bậy rất là dày dặn và những cái nét đục chạm cũng rất là kênh bong. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Thứ nhất là cái phần ván mặt tiền này chúng tôi luôn lựa chọn những phần ván có cái đường vân tốt nhất. Bởi vì trong một cục gỗ các bác xẻ ra không thể nào cả một cái bản mặt của nó đều là có vân hết được. Chính vì vậy thì những cái phần không có vân ấy thì nó sẽ vào đâu? Thì nó sẽ vào những cái thang ở đằng sau này. Đúng không ạ? Tại vì nó là phần đằng sau bác ốp vào tường mà, nên là cái phần vân của nó cũng không cần phải quá nhiều, nó vừa phải tương đối thôi đúng không ạ? Chứ không thể vật đi gỗ được. Và cái phần mà có vân tốt nhất thì chúng tôi sẽ đưa hết ra cái phần mặt tiền này để chính là những cái kỹ năng cũng như là cái kinh nghiệm của những người thợ mà người ta pha hàng lâu năm thì người ta có được cái kinh nghiệm đó là lựa chọn những cái phần vân đẹp và tốt nhất để quay ra mặt tiền. Thì những cái này không phải thợ nào cũng làm được các bác nhá. Những người thợ mới vào người ta sẽ cứ vừa ở đâu là người ta sẽ làm đó. Nên là vân nó rất là lung cung. Thứ hai nó sẽ không lựa chọn vân được tốt. Thì một cái sản phẩm nó không chỉ đẹp ở cái phần hàng ngang. Hàng ngang nghĩa là những cái vết ghép này này, nó phải bén. Cái thứ hai nữa là cái phần chọn vân. Phần chọn vân cũng là một khâu rất là quan trọng. Bởi vì một cái sản phẩm làm nên nếu mà nó vân nhiều hơn thì tất nhiên nó sẽ đẹp hơn và bắt mắt hơn đúng không ạ? Đấy, đó chính là những cái điểm khác biệt mà đơn vị Tuấn Thành chúng tôi luôn mang lại đến mong muốn cho khách hàng. Đây những cái phần đục chạm nữa ạ. Những cái phần đục chạm này thì thông thường cái ván đục này người ta chỉ làm có 8 ly thôi. Còn với đơn vị đồ gỗ Tuấn Thành chúng tôi luôn luôn làm dày gấp đôi, chính là 1/6. Cái độ dày của nó đủ để có thể đục được kênh bong và cái nền của nó vẫn còn đảm bảo được cái chất lượng. Đấy, đảm bảo được cái chất lượng các bác dùng về lâu về dài nó yên tâm hơn. Đó. Và các cái đường nét đây chúng tôi làm rất là kỹ càng để làm sao cho các bác nhận được sản phẩm nó phải là nó tốt nhất. Phần mặt sau thì rất nhiều các bác cũng thắc mắc là phần mặt sau xem trông nó sẽ như thế nào đúng không ạ? Thế với phần mặt sau ván hậu này thì với cái mẫu 2m3 này thì chúng tôi làm một tấm ván liền nguyên một tấm đấy ạ. Các bác có thể nhìn thấy là ở cái đường vân của nó đây. Ở cái lý do Tuấn vừa nói đấy ạ, các bác thấy ở đây là một mặt gỗ liền, một tấm gỗ mặt liền. Thì nó chỉ có phần vân chủ đạo ở giữa của cái phần tấm gỗ thôi. Hai bên này nó không có nhiều đúng không ạ? Nó vẫn có vân nhưng mà nó phân sọc bé. Thì chúng tôi sẽ phải cho vào những cái thang này đây. Đó chính là những cái thang và những cái miếng tấm đằng sau này đây. Đây cũng là một tấm liền luôn này. Một tấm ván hậu bị liền đằng sau, không chắp ghép, không ghép dọc, không ghép ngang. Đó. Và tất cả các chi tiết đằng sau các bác nhìn ạ, không có một chút rác hay là cũng như là không có một chút mối mọt nào đằng sau cả để cái sản phẩm nó được giá trị nhất và các bác sử dụng nó yên tâm hơn. Tiếp đến thì rất nhiều bác cũng đang rất là mong được nghe thử cái chất âm của cái bộ sản phẩm này đúng không ạ? Thì Tuấn xin nói một chút về cái chiếc máy mà chúng tôi đang lắp cho bác Mai Cao Tùng. Đây là một sản phẩm 2m3 nên chúng tôi có thể lắp được cho bác một chiếc máy đồng hồ được sản xuất tại Đức. Và chiếc máy này có size là 1323. Đây là một sản phẩm được sản xuất bởi hãng Ugot các bác nhé. Và đây là phần mặt tiền chúng tôi sử dụng cho chiếc đồng hồ cây này cho bác Tùng này. Một chiếc mặt đồng sâm với cái màu sơn là màu vàng kim, rất là nổi bật và sáng bóng ạ. Đây các bác nhìn này, đóng vào rất là nổi. Và kết hợp với cái phần kính này được nó bo lồi ra trước thì nó tạo cho cái phần mặt tiền này nó có cảm giác nó cong và nó đẹp hơn. Khi các bác nhìn thấy những cái ánh điện nó chiếu vào những cái phần cong này, nó rất là đẹp, rất là lung linh đúng không ạ? Phần phía dưới này thì hiện tại chúng tôi đang sử dụng một bộ tạ và thanh đàn này cũng bằng đồng, đồng bộ màu với cái phần mặt tiền bên trên. Đó. Với cái máy cơ thì nó sẽ có cái thanh đàn nó to hơn là máy điện tử các bác nhá. Ba quả tạ này chúng tôi vẫn dùng giống như máy điện tử thôi. Còn với máy cơ thì các bác thấy đấy ạ, cái thanh đàn của máy cơ này nó sẽ bao giờ nó cũng to hơn để nó đảm bảo cái độ dài cũng như là cái độ nặng, làm sao cho nó phù hợp với cái máy để làm sao cho cái kim này nó chạy đúng giờ này. Nhiều các bác không biết là thấy kim nó chạy nhanh hay chậm thì các bác tưởng là do máy. Cái giờ này nó chạy nhanh hay chậm nó đúng hay không ấy thì nó nằm ở cái thanh đàn này các bác.
Tại vì sao? Thanh đàn này nó phải chia thành hai phần, bởi vì mình nâng lên và hạ xuống để nó điều chỉnh cái nhịp độ giờ này nó chạy cho nó chuẩn. Ví dụ như là khi giờ nó chạy chậm hơn thì các bác phải đẩy nó cao lên, và khi giờ nó chạy nhanh thì các bác phải hạ thấp xuống một cái mức độ vừa phải, làm sao cho cái nhịp của nó chạy đúng giờ nhất có thể. Ví dụ như là bây giờ đang là 10:42 này, thì đây chúng tôi đang để cái giờ nó chạy rất là chuẩn rồi. Để trước khi bàn giao đến cho bác, chúng tôi sẽ phải thử và cho chạy mất khoảng độ 3-4 ngày để làm sao mà cân cái nhịp chạy của cái thanh đàn này lại cho nó đúng giờ nhất có thể, thì chúng tôi mới bàn giao đi. Để về các bác chỉ việc dùng thôi, lắp vào và dùng thôi các bác nhé. Đấy, và bây giờ thì Tuấn sẽ cho các bác nghe thử cái chất lượng âm thanh của cái bộ máy 1323 này các bác nhé. Xin mời các bác cùng lắng nghe. Nhạc nó vừa điểm là 12 tiếng đúng không ạ? Và bây giờ thì đến 10 giờ này. Mình sẽ cho nó chạy đến 11 giờ xin lỗi ạ. Bác cùng lắng nghe nhá. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đóng gói cái sản phẩm này lại và để bàn giao tới cho gia đình nhà bác Mai Cao Tùng, có địa chỉ tại xóm 3, thị trấn Cần Long, huyện Cần Long, tỉnh Trà Vinh, một cái tỉnh thành rất là xa xôi, đến từ miền Tây. Và bây giờ thì Tuấn Thanh sẽ kết thúc video tại đây để bàn giao, đóng gói và bàn giao cái sản phẩm này cho gia đình nhà bác Mai Cao Tùng. Xin cảm ơn các bác và các anh chị đã lắng nghe và cũng như là đón xem hết cái video này. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh của Tuấn Thanh để có thể cập nhật thêm cái sản phẩm mới, cũng như là cái kiến thức mới về gỗ, cũng như là về các sản phẩm về đồng hồ cây, về máy cơ, để bác có thể biết thêm rõ nhiều thông tin nhất có thể. Vâng, và Tuấn cũng xin báo luôn cái giá của cái sản phẩm này mà chúng tôi đang bàn giao cho bác. Ở đây, giá chúng tôi có để luôn trên đây thì cho các bác có thể thấy được này. Cái sản phẩm này thì hiện tại chúng tôi đang bàn giao cho bác là với mức giá là 37 triệu đồng là với hàng liền. Còn nếu như các bác không dùng hàng liền mà ghép thì nó chỉ còn 35 triệu đồng mà thôi. Và với việc vận chuyển vào trong Trà Vinh thì chúng tôi có hỗ trợ vận chuyển 50% chi phí, là thêm 1 triệu tiền vận chuyển nữa là tổng sản phẩm ở này. Thì hiện tại nó đang có trị giá là 38 triệu đồng. Thì chúng tôi có nhận cọc 10% trước khi bàn giao sản phẩm. Thì bác cũng đã đặt cọc trước chúng tôi là 3 triệu 500 đồng rồi. Và cái số tiền còn lại bác phải thanh toán nó chính là 34 triệu 500 nghìn đồng. Đó. Và hôm nay thì là ngày 24 ạ. Vâng. Và chúng tôi đang chuẩn bị vận chuyển thì khoảng độ đến ngày cuối tháng ạ, là khoảng độ từ 4 đến 6 ngày thì bác Mai Cao Tùng sẽ nhận được cái sản phẩm này. Và khi nhận được sản phẩm này thì chúng tôi cũng rất mong là bác Tùng sẽ gửi lại một chút cái cảm nhận, cũng như là cái phản hồi khi nhận được sản phẩm, để Tuấn Thành cũng như là các anh chị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Tuấn Thành được biết thêm các bác nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tuấn Thành. Xin chào.